thị trường chứng khoán Việt Nam đang rơi khỏi vùng tích lũy. Thực tế, hầu hết các phiên giao dịch trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến lình xình, chưa rõ xu hướng. Nhưng đến phiên cuối tuần, thị trường giảm rất mạnh do đón nhận thông tin tiêu cực, ghi nhận khi một bệnh nhân nam tại Đà Nẵng nghi mắc dịch COVID-19 sau gần 100 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện, 7 tỉnh thành đã bắt đầu có ca nhiễm trong cộng đồng, thị trường chứng khoán tiếp tục lao đao. Trong báo cáo công bố ngày 1 tháng 7 năm 2020, các chuyên gia của ngân hàng JP Morgan đưa ra nhận định COVID-19 có thể tạo ra bước chuyển ngoặt lớn đối với xu hướng đầu tư bền vững, thuật ngữ chuyên môn thường gọi là đầu tư ESG, Environmental, Social and Governance Investing. Theo quan điểm ESG, trước khi đưa ra quyết định, nhà đầu tư sẽ xem xét cách tiếp cận đối với các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị của một công ty bên cạnh các tiêu chí truyền thống như tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, năng lực tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, 5 nhóm ngành nên đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng cuối năm bao gồm: 1. Nhóm ngành bất động sản xanh. 2. Nhóm ngành bán lẻ, thương mại điện tử. 3. Nhóm ngành ngân hàng. 4. Nhóm ngành sản xuất năng lượng có chỉ số đầu tư bền vững ESG cao. 5. Nhóm ngành nông nghiệp sạch.